Chào mừng các bạn đến với chương trình Học Tiếng Anh Online được thực hiện bởi Audiobook for the Fly. Sư có biết chuyện Tổng thống Philippines ra lệnh giết người buôn ma túy, hút ma túy toàn quốc không? Sư bàn luận nghe với. Ok, yes, cái ông Rodrigo Duterte, Tổng thống Philippines, ông lỗ mãn là như ông Trump vậy đó. Ông Trump bên Mỹ lỗ mãn như sao, cà chớn như sao, thì cái ông này cũng như vậy. Thì cái cách Hy Lạp tổng thống á, là rất là bạo lực. Khi mà Hy Lạp tỉnh trưởng một cái đảo mà của him á, Hy tuyên bố cái sự mà ghét nhất của him á, là ma túy. Hy sẽ diệt hết mấy cái người hút ma túy và bán ma túy. Hy coi mấy cái người đó giống nhau, bán với hút cũng vậy thôi. Cho nên Hy giết nhiều lắm. Hy dùng cảnh sát ngầm của him, cảnh sát riêng tư của him gần gũi đó. Hy nghi ai bán ma túy hay là hút ma túy là Hy gửi vô Hy giết họ. Trong cả năm Hy làm thị trưởng cái chỗ đó thì cả ngàn người chết về về ám sát. Cái đó không phải là cái xã hội tự do của Philippines, nó ngược với hiến pháp của Philippines, mà tại vì Hy diệt cái ma túy có hiệu quả. thì người ta khoái, thì người ta đưa him lên làm tổng thống, thì tranh cử ra làm tổng thống. Có nghe lời theo cái hiến pháp của Philippines, Hy không có qua cái tòa án mà Hy lấy cái luật đó Hy nắm trong tay làm như Hy là Hitler vậy đó. Dĩ nhiên không phải là một cái nước tự do không có nên làm như vậy. Cho nên một cái lý do là Hy chửi ông Obama là như vậy đó, tại Obama nói là Hy không có đồng ý cái cách mà ông Duterte ông làm cho nước Philippines. Ông có vẻ cầm quyền quá, cho nên Hy chửi Obama hai lần rồi. So, cho nên Mỹ Philippines bây giờ càng ngày càng xa với nhau. Hy hứa rằng là Hy sẽ rút quân sự liên hệ giữa Mỹ Philippines, and then Hy sẽ theo Trung Quốc. Hy sẽ mua vũ khí của Trung Quốc về Nga. Hy không có còn muốn là đàn em của nước Mỹ nữa. Hy nói là như vậy. Theo Trung Quốc chết. Yeah, I mean Hy tự hại mà. Hy tự hại nước Philippines luôn. Yeah, so để coi nhìn sao Mỹ đối xử với em nhìn sao. Yeah. Mỹ với Philippines là bạn thân lâu lắm rồi đó. Khoảng mấy chục năm nay mà Hy làm như vậy đó. Trong vòng mấy nửa năm hả Hy lên là Hy chửi Obama, and then he sẽ theo Trung Quốc. Okay, we wear the same watch. Một, chúng ta mang chung đồng hồ, chúng ta mang đồng hồ giống nhau. Một hay hai. Đa số là số hai. Yes, đa số là số hai. Nếu người ta hiểu, tại ít ai share đồng hồ lắm. Lý do là vậy thôi. Chứ cái câu we wear the same watch á, cái câu này đó nghĩa một hay là nghĩa hai đó, và cái nào cũng được hết đó. Mà đa số thì cái câu số hai, tại vì nó logic hơn. Rồi, mới search keep your P's and Q's, mind your manners, mind your... Yeah, yes, yeah. Cái chữ lâu lắm rồi đó, mình không có nghe cái này, mình cứ nghe hồi nhỏ, but yeah. Mình không có để ý cái đó, P's and Q's. Yeah. Để ý từ lời từ chữ đó hả? Okay. Okay. Anh ấy đẹp thật dã man nó làm sao? What? I guess he is devastatingly yeah, cái này chưa? Devastatingly handsome, dã man. Giống sức á. Okay. He is devastatingly handsome. Để mình ghi cái chữ đó đúng vậy. Devastatingly handsome. Yes, I think so. Is the Pledge of Allegiance a form of brainwashing? Yes, it is. Bloody nine. Đúng rồi đó. Pledge of Allegiance đó là brainwashing. Đúng rồi. Yes. So, strike down nghĩa là gì? Strike là đánh. Down là xuống. Đánh cho rớt xuống. Strike down là đánh cho sập xuống, Sunny. Yes. I walk next to the river là sai rồi phải không? Yes. I walk along the river, đúng.
I walk along the river. Và đúng, đi đi theo con sông đó phải không? Đi bên bờ sông đó, right? Yes. She is devastatingly gì? Chữ đó là gì đó? Devastatingly handsome. Lucy, cái chữ đó là handsome. Viết sai rồi. Oh my god, học tiếng Anh không có biết viết cái chữ handsome luôn hả? Hả Lucy? Gì xấu hổ hả Lucy? How many politicians does it take to change a light bulb? One, two. One to change, another one to change it back again. Ok, mấy cái này là cái câu câu hề của Mỹ rồi. Mấy người thì, mấy cái người mà politician tiếng Việt là gì các bạn? Mấy cái người mà tranh cử, mà nó không phải tranh cử, mấy cái người mà làm chính trị đó, mấy cái người chính trị gia, yes. Không phải cái người nghiên cứu chính trị nha, cái người mà làm trong quốc hội đó, chính trị gia hả? Right, ok. So mấy cái người chính trị chính 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 trị gia để thay bóng đèn, một người để thay bóng đèn rồi một người nữa để thay bóng đèn trở lại nữa, ý là mấy cái người chính trị gia đó không có làm ra 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 hề gì cả, ý là vậy đó, không có làm ra dạng gì cả, ra một cái luật này cái xong cái đổi lại cái luật khác như vậy đó. Yes. So cái mấy người chính trị gia đó hay bị chọc lắm, tại họ lắt léo đó này kia cái nọ đó. Break up, split up, separate, dùng giống nhau luôn phải không mà? Nếu well, bạn ta bạn gái là break up hay là split up fine, còn hôn nhân thì break up, split up với lại separate cũng được nữa. So bạn ta bạn gái hai cái đầu, còn hôn nhân thì ba cái cũng được. Yes. Actually, well, no, nó lại, để mình nói lại chính xác hơn nè. Bạn trai bạn gái break up split up ok, vợ chồng split up separate ok, còn vợ chồng break up nghe nó giống bạn trai bạn gái. Yeah. Alright. Nếu bạn ăn nhiều thì bạn sẽ mập, nói sao? Sức bụng phải nó kỳ quá nha. Ok. Nếu bạn ăn nhiều thì bạn sẽ bị mập. If you eat a lot, you will gain weight. There you go. Bạn sẽ lên cân. Phong độ nó sao mình không biết phong độ, do Mỹ không biết nó phong độ nó xem. No hold bars nghĩa là gì? No hold bars nghĩa là không có luật lệ để cản trở gì hết á. Là chơi cuối cùng luôn á, là như quýnh lộn mà. No hold bars là không có luật lệ, miễn sao quýnh cái người kia nằm bẹp luôn, không có trọng tài. Yeah, là như lực rừng vậy đó. Yes, there you go. Mình không biết cái gốc nó từ đâu nữa. No bars, yeah. Phải mình viết đúng không vậy đó? I think so. Sao no danh từ? Noun, phải là dạng số ít. No idea, no place. No one, phải không? Yes, so no one. Tại sao nó là danh từ? Tại vì nó là số không rồi, cho nên nó là số không, cho nên nó là số ít. Yeah, so cho nên đa số nó là số ít. Số một cũng là số ít nữa. I guess là gì này? Không có ai, right? Ai, không có một người nào. Ví dụ chữ no one là không có ai hoặc là không có một người nào. So một người đó là số ít. Không có nơi nào, cái nơi nào đó là một nơi thôi. Không cần hai nơi, chỉ cần một nơi thôi, cho nên nó là số ít. Yeah. Ok. Like that. Well, tuy rằng nó có anh chữ nó là there were no people around, cũng cũng có nữa actually. Yeah. But cái này là trong ngữ pháp thôi. Yeah, like no one, no place, no idea, mấy cái đó. Yeah, đa số là số ít. Yeah. Bribe nghĩa là gì? Bribe là mua chuộc á. Yeah. Bribe là mua chuộc, còn bride là cô dâu, hai cái đó. Yeah, pigeon là con bồ câu. Carrier pigeon là cái con bồ câu mà truyền những cái lá thư hồi xưa đó, họ dùng cái con bồ câu để họ gửi thư với nhau đó. Sơ ở Mỹ có mấy tay ba lô không? Ở Mỹ toàn là tay ba lô không à.
nói cho chứ well, tay ba lô hả? Ở Mỹ not really, ít có thấy mấy cái tay ba lô, mà có thể mấy thành phố lớn thì có tay ba lô, mà ở Mỹ tại vì tôi mắc tiền quá ít có tay ba lô lắm. Tay ba lô là cái gì? Là những cái người Tây họ đi vòng quanh thế giới đến những cái nước mà có kinh kinh tế thấp so sánh với nước của họ, để cho họ vừa đi đi bụi, dùng rất là ít tiền, có thể tìm cái vui nào đó mà không có phải cần bỏ tiền ra nhiều, học hỏi thêm bình dân. Cái đó là đi cái cách mà tay ba lô. Còn nếu mà họ qua Mỹ thì chắc cũng bên bên Mỹ bên Âu Châu nó cũng na ná kinh tế với nhau, thì chắc họ qua bằng đi xách ba lô chắc không được rồi đó. Tuy rằng Mỹ qua Âu Châu cũng có ba lô nữa, mình có người bạn hồi xưa Hy làm vậy đó, mà mình ít thấy Tây mà qua đây để đi ba lô lắm. Xin mua giùm bật lửa Zippo xịn bên Mỹ mang về Nam được không? Bao nhiêu một cái? Bên Mỹ hả? Zippo xịn khoảng 20 đô một cái. Từ 15 tới 20, 15 tới 25 đô tùy theo. Có cái cây trăm nữa, cái cây trăm đô thì chắc bằng gắn hột xoàn ha, hoặc là bằng bằng vàng, chạm vàng ở ngoài hay gì đó. Chỗ xích ở hôm giờ có ảnh hưởng thiên tai không? Nó không có, xa lắm. Bên này thời tiết rất là đẹp. Rồi, bài học online muốn xem lại có được không? Yes, được. Ở bộ này á hả? Yes, có người thu âm. Yes, được. What is the country with the best English proficiency apart from countries with English as first language? Good question. Bloody nine. What country? I think the European countries. Sweden. I think cái nước Thụy Điển, like Sweden, Norway. I think Norway can speak great English. Finland. I think Finland too. Switzerland cũng cũng nói tiếng Anh giỏi nữa. Mấy cái nước đó đó. Người Việt Nam ở Mỹ có được tôn trọng không? Nghe việc vừa về thấy xấu hổ quá. Cái chuyện thế. Tùy theo hả? Nếu nếu các bạn kiểu mà qua đây mà hay lúa hay gì đó thì có thể người ta nhìn mình ta kỳ thị. Còn nếu các bạn sành điệu này kia kia nọ thì không có kỳ thị nhiều. Mà như một xã hội nào cũng có cái người kỳ thị hết đó. I won't keep you from studying. Okay, alright. I won't, là I will not đó nha. I will not, tôi không có keep you, giữ bạn from studying, giữ bạn lại để bạn học. Ý là tôi không có cản trở bạn học bài. Tôi sẽ không cản trở bạn học bài đâu. Là như tôi để bạn yên, để bạn đi học đi. Okay. Keep là giữ. Tôi không có giữ bạn. Để học bài vậy thầy. Okay. Sư ơi, what are you up to là câu chào hỏi phải không? Chào hỏi mà không có trịnh trọng. What are you up to là bạn hôm rồi làm gì vậy? Hoặc là bạn gì có làm gì mới không vậy đó. Hỏi thăm cái xét bên Mỹ bị bão xét có bị không? No, bên Cali không ảnh hưởng gì hết đó. Cali nó vậy đó. Cali có cái tốt của Cali đó là khí hậu rất là nice ở Cali. Cho nên nhiều người ở tiểu bang Cali là vậy đó, là nó rất là bình yên, ngoài ra bị động đất thôi. Động đất thôi chứ bão thì không có. Từ WhatsApp bây giờ được dùng như lời chào như hello phải không? No, lon trên cái đó là không có trịnh trọng. Mình không có gặp người lớn mình nói hey what's up, nghe nó mất lịch sự. Mình có thể gặp cái người mà bằng tuổi mình thấy hey what's up, hoặc là mình gọi bạn mình, bạn thân mình what's up vậy đó. Like what's up là như cái gì, hoặc là cái gì hiện lên, cái gì mới không vậy đó. Like that. Okay. Sup dog là hey chó. Dog này là dog đó. Okay.
What's up dog? Hey, chó. Có gì không chó? Ok. Yes, không được dùng cho người lớn rồi đó. Ok. Cái con Cortana của em mỗi khi mở máy nó kêu what's up. Yeah. Ok. Giờ đó giờ đúng rồi không có trình độ.